Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Đạo Liều Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 170 tròn của bộ truyện Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 170 ngay sau đây. Rồi Hoa thu hút sự chú ý của hai người. Họ là người trong đội xưởng mà Thành Khởi Vận an bài ở các nơi trong thành Thanh Châu. Đánh xe ngựa phần lớn có thể dùng Rồi Hoa, nhưng mánh khóe trong đây cũng không ít. Tiểu tử trên xe lừa kia đừng thấy dường như cánh tay không động đậy, có thể vung được tiên hoa xinh đẹp vang vọng như vậy. Vậy của tay trên cánh tay kia phải có bao nhiêu sức lực đây? Đặc biệt là nàng đánh xe lừa, roi dùng cũng không phải loại roi dùng cho ngựa lớn thật dài kia, thật là kỳ quái. Chỉ có một chút nghi vấn, nhưng đối với đám người của đội xưởng, khổ sở không có đầu mối mà nói, chút manh mối này rất đáng để điều tra rõ. Hai người nháy mắt với nhau, dừng lại ở xa xa. Ngói đen, gạch xanh, lan can đỏ, tường trắng. Ngôi nhà dân này vẫn có thể xem như giàu có ở nơi thôn làng này rồi. Đánh xe tới trước cửa, Thôi Anh Nhi vội vàng buộc chặt dây cương trên cọc gỗ ở cửa, sau đó vội vàng vào sân. Một ông già áo vải xanh, 50 tuổi, đang để một cái cối xay. Thấy nàng trở về, vội vã, vỗ vỗ hai tay. Khập khiễng chạy ra đón, cười vui vẻ nói: "Oanh Nhi, đã về rồi, thuốc..." Thôi Anh Nhi cười nói: "Tam thúc, thuốc đã lấy về rồi, chúng ta vào phòng hắn nói." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Ông lão vừa nghe, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Trong phòng ở đầu giường có một lão bà đang đùa giỡn với một đứa bé. Tiểu tử kia mắt to cằm nhọn, trắng trẻo, đầu đội mũ da hổ, mặc bách gia y, nằm trong chăn được quấn thành một vòng bảo vệ. Tuy nói thoạt nhìn khá gầy, nhưng tiểu tử kia tinh lực tràn trề, đang ra sức vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay của lão bà, vừa bắt được liền không buông ra. Hai ngón tay bị đôi bàn tay nhỏ của nó nắm chặt, nhấc lên phía trên là có thể kéo cả nó theo. Chỉ có điều đứa nhỏ cổ còn mềm, không dám nhấc nó cao như vậy. Đứa trẻ nhỏ như vậy sức nhấc lên cũng phải nhỏ lắm. Nhìn thấy Oanh Nhi tiến vào, lão bà cũng cười híp cả mắt, thẳng người dậy: "Tam thẩm, ồ, đã về rồi, mang thuốc về rồi sao?" Tam thúc xen miệng cười nói: "Mang về rồi, lần này tốt rồi. Đứa nhỏ này mạng cũng khổ thật đấy. Bé trai tuấn tú như vậy lại sinh non cả tháng, thai cũng mang chút bệnh. Hey, cha mẹ liền nhẫn tâm bỏ đi. May mà gặp được của anh Nhi, nhặt trong núi về. Bằng không còn không để cho sói ăn hay sao?" Thôi Anh Nhi sắc mặt không an nhàn cho lắm, đổi giọng hỏi: "Tam thẩm, sắp đến trưa rồi, nước nấu chưa vậy?" "Ừ, nấu rồi, đặt kia." Tam thẩm đứng dậy, phủi phủi vạt áo trước, cầm cái chậu gỗ lớn đặt ở trên giường, sau đó từ từ đi xách nước, miệng thì lẩm bẩm: "Ông già, cũng đừng nói như vậy, ta thấy đứa nhỏ này có phúc khí, mới để chỗ anh Nhi nhặt được. Bằng không bệnh trong thai mà sinh non, người nhà tầm thường trị sao được đây? Bây giờ nha, đám dân chúng đều sống không nổi nữa rồi, người lớn còn lo không xong, ai còn lo lắng cho đứa nhỏ chứ?" Tam thúc không đáp lời bà, ông ấy không người trêu đùa đứa nhỏ, cười ha hà mà nói: "Nhìn đứa nhỏ này tuấn tú như vậy, trưởng thành thì nguy rồi, không chừng làm nhiều thiếu nữ mê đám đó đấy. Khí thủ à, cười với tam gia một cái coi nào." "Nhìn xem, nhìn nó cười này. Đứa nhỏ này vừa cười lên thì mày vui mắt cười, thu hút người khác lắm nha." Ông ta thổi mạnh hai má tiểu tử kia, đùa nó nói: "Tiểu sóc quỷ con đấy, vừa nói cho con cưới vợ liền mừng rồi. Oanh Nhi nhá, khoan hãy nói, đứa nhỏ này với con hữu duyên, càng lớn thì càng có vẻ giống con đấy. Mặt mày này..." Ông ta ngồi bên mép giường nói: "Có điều nói gì thì nói, con nuôi vẫn là con nuôi. Con và Hồ Tứ rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Trước kia không phải rất tốt hay sao? Năm trước đi kinh sư thấy hai người các con ẩm ý, lần trước trở về lão đại cũng dựng râu trừng mắt với Hồ Tứ. Có phải nó ở bên ngoài gieo họa phong lưu gì rồi hay không?" Thôi Anh Nhi phiền não nói:
Tam thúc, thúc đừng có nói nữa. Không nói không nói. Có đôi khi nên mắt nhắm mắt mở, giả bộ hồ đồ đi. Thấy tam thúc con thành thật vậy, trước khi còn trẻ, cũng là một con mèo ăn vụng đấy. Giữa phu thê có thể tha thì tha, lần này ầm ĩ hơn một năm rồi. Tục ngữ nói đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa. Lần này ầm ĩ hơn năm cũng khó chịu lắm rồi, cũng nên hòa hảo đi thôi. Tam thẩm còn ngóng trông ôm hài tử thay con nữa đấy. Nữ nhân mà, dù sao cũng phải có một đứa con thân sinh chứ, đúng không? Tam thẩm vừa lẩm bẩm vừa múc từng bình nước lớn, đổ nước cấm vào trong chậu. Gầu nước rót đầy nước nặng, chừng hơn 10 cân, ở trong tay bà lại nhẹ như không có gì vậy. Đừng nhìn mặt bà hiền lành, đi đường có chút chậm chạp. Lão thái bà này năm đó cũng là một con cọp mẹ của Thôi gia sơn trại, trong tay vung một đôi song xiên hàn quang lấp lánh, võ nghệ tuyệt đối không dưới trượng phu bà. Mẫu thân của Thôi Anh Nhi chết sớm, là tam thẩm nuôi lớn nàng. Cảm giác nàng đối với đôi phu thê này thực không thua phụ mẫu thân sinh. Biết rõ nàng không thích nghe, nhưng cũng chỉ có đôi phu thê này mới dám lẩm bẩm trước mặt của nàng. Tam thúc vừa nghe lão bà nhắc tới chuyện cũ lúc lão còn trẻ, vội cứng cổ lại, quay ngoắt qua một bên không nói. Thôi Anh Nhi thở dài cũng không đáp lời. Nàng biết tam thúc tam thẩm là có ý tốt, nhưng giữa nàng và Dương Hổ còn có thể hòa hảo hay sao? Ban đầu nàng không chịu nói ra chuyện Dương Hổ có lỗi với nghĩa khí của huynh đệ, chỉ là vì bản thân thất thân trước, cảm thấy thiệt thòi cho gã. Sau đấy Dương Hổ hám lợi đen lòng, ý niệm tạo phản càng ngày càng mãnh liệt. Có điều vì nghiêm lệnh của Thôi lão đại, nhân mã của nhà cũ Thôi gia toàn bộ đã lui ra ngoài. Hồng nương tử một mình sống ở khuê lầu trước kia, khi thì xuống núi đi lại độc lai độc vãng, nghiễm nhiên là cách làm việc khi chưa gả đi, cắt đứt tới lui với gã, cũng lời không quan tâm chuyện của gã nữa. Ai ngờ Bá Châu chỉ huy chú Đức An phụng thánh chỉ tiêu diệt phỉ, bởi vì chủ lực sân trại của Dương Hổ đã nghe tin mà trốn xa, không có bao nhiêu sân tặc có thể tiêu diệt. Vì kiến công lập nghiệp, ông ta bắt đầu liên lụy vô tội, dùng kế dụ hàng công phá đại trại Thôi gia, giết chết rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Đại trại Thôi gia không hề phòng bị, bị đánh trở tay không kịp, ngay cả Thôi lão đại cũng trúng tên nhọn mà bỏ mạng. Huyết hải thâm kiều như thế có thể không báo hay sao? Triều đình bội tín bạc nghĩa sao lại không hận đây? Nhân mã của nhà cũ Thôi gia may mắn còn sống, nhất trí quyết định gia nhập nghĩa quân Dương Hổ, khởi binh tạo phản, vì trăm ngàn tính mạng oan uổng của đại trại Thôi gia báo thù. Sự tình đã đến nước này rồi, Thôi Anh Nhi không thể ngăn cản, đành phải nói xấu Dương Hổ với nhị thúc. Nhưng sân trại Thôi gia hiện tại lòng tràn đầy thù hận đối với quan phủ, nhất là chú Đức An, thân cánh món nợ trên ngàn mạng người của sân trại Thôi gia. Về phần Dương Hổ, người gã hại chết chính là người trong sân trại Dương gia của gã. Thôi lão ngũ trung quy chỉ bị Dương Hổ dùng kế liệu Hồ Ly Sơn dẫn đi để tiện cho gã diệt khẩu, lại vô tình gặp gỡ Di Lặc giáo chủ mà bỏ mạng mà thôi. Nếu muốn tính, mối thù này sao so được với đại thù sơn trại bị hủy, lão đại bị giết, hơn ngàn huynh đệ phụ nữ trẻ em bị vứt thây nơi hoang dã chứ? Lão tam từ lâu đã thụ thương bị què, sớm không quan tâm sự vụ của trong trại. Lão ngũ lại chết, cho nên nhị thúc và tứ thúc bí mật thương lượng quyết định giữ kín tin tức này không nói ra, lợi dụng thế khởi binh tạo phản của Dương Hổ đạt được tâm nguyện báo thù của mình. Cái Dương Hổ muốn là thiên hạ, cái bọn họ muốn là đầu của chú Đức An, chính là lợi dụng lẫn nhau theo như nhu cầu. Thôi Anh Nhi vạn bất đắc dĩ, nàng là nữ nhi, lẽ nào có thể vì tư tâm của mình mà không đếm xỉa đến ư? Dương Hổ thế lớn, Thôi gia lão trại nguyên khí đại thương trước mặt Dương Hổ đã không còn uy lực chấn áp như ngày trước nữa. Nàng thật sự không yên lòng đưa nhân mã của Thôi gia lão trại đến bên cạnh tên Dương Hổ, nhìn như hổ vương nhưng thực ra tâm địa xài lang. Nhưng muốn tận lực bảo vệ bọn họ, vậy chỉ có thể làm thủ lĩnh của bọn họ, khống chế chặt chẽ lực lượng này. Chỉ cần Thôi Anh Nhi nguyện ý ở lại sân trại, vậy nàng chính là thủ lĩnh hợp tình hợp lý của đội ngũ này, không ai có thể thay thế được vị trí của nàng. Bởi vì phần tình nghĩa này, phần ràng buộc này, nàng chỉ có thể theo đám bộ hạ một lòng muốn báo thù đến Thanh Châu. Nhưng mà phần ràng buộc khác, nàng khẽ vuốt hai má chân mềm của đứa nhỏ, âm thầm mà thở dài. Nước cất xong rồi, Thôi Anh Nhi giật mình tỉnh lại từ trong ngây ngẩn, thử nước đã ấm được chưa. Nàng lấy được vật đã điều chế xong, rót vào trong chậu khuấy tan ra. Sau đó cởi quần áo của nhóc con kia, nhẹ nhàng ngâm nó vào trong chậu nước ấm áp. Tam thúc chật chật nói: Khi con còn nhỏ, cha con cũng khai chính phương thuốc này, bảo tam thẩm con buổi trưa mỗi ngày đều ngâm con trong nước thuốc này, như vậy luyện công phu rất tốt. Đứa nhỏ này cân cốt hoàn hảo hơn con, chỉ là sinh không đủ ngày, mang bệnh từ trong thai. Đợi khi uống xong thuốc mà con lấy về, giáo dục đứa nhỏ này thật tốt, tương lai sẽ cao minh hơn con vài phần kìa. Trong lòng Thôi Anh Nhi vui sướng, khẽ mấp máy miệng, cười mỉm mà không nói.
Đứa nhỏ này nằm trong nước ấm rất thoải mái, đầu của nó gối lên tay của Thu Anh Nhi, tứ chi sải dài trong nước, thường hay đạp đạp vài cái. Một đôi mắt đen nhánh nhìn người giống như mang theo ba phần tươi cười vậy. Nước ấm dần dần nguội lạnh, Thu Anh Nhi dịu dàng bế đứa trẻ ra, đặt trên tấm đệm đã trải xong từ lâu, dùng khăn mặt lau mấy giọt nước trên người của nó, dịu dàng dụ dỗ mà nói: "Đừng khóc nha, lau mình cho con, ôm con phơi nắng trước cửa được không nào?" Lúc này trong viện vang lên tiếng bước chân bịch bịch bịch. Một người đàn ông áo lấy khăn xanh trùm đầu vội vàng vào hô lên: "Tam gia!" Tam thúc bước nhanh ra ngoài hỏi: "Chuyện gì?" Người nọ vội la lên: "Vừa có người theo đuôi xe đại tiểu thư, còn đang nói chuyện phiếm với người trong thôn, hỏi thăm gia đình này của chúng ta đến bao lâu kìa, rồi làm nghề gì. Ta thấy cử chỉ động tác của bọn họ cực kỳ giống như ưng chảo tôn." Da mặt Tam thúc căng thẳng, vội vàng la lên: "Người đâu?" "Bọn họ cảnh giác vô cùng, chúng ta vừa mới chú ý đến bọn họ, hai người liền cáo từ rời đi, chạy về phía thành Thanh Châu rồi." Tam thúc suy nghĩ một chút, khoát tay nói: "Đi, ra cửa thôn nhìn xem." Nói xong, lách người vào phòng. Thưa anh Nhi đã bọc kỹ đứa nhỏ, giao cho Tam Thẩm nói: "Con nghe rồi, người đuổi theo chưa chắc đã biết thân phận của con, có điều sau này cũng không cần đến vương phủ xin thuốc nữa. Thân phận này cũng không dùng được nữa rồi. Đừng ở lại chỗ này mạo hiểm, chúng ta trở về núi đi." Cũng trong lúc bấy giờ: "Đại ca, uy vọng của ngài như mặt trời ban trưa, hiện giờ chẳng những quần đạo thái hành chỉ nghe lệnh của ngài, dân chúng Thanh Châu này cũng là một lòng hướng về người kìa. Chẳng những rất nhiều hộ săn bắn tá điền bần dân lên núi tìm nơi nương tựa, còn có gần đây có ba vị tân hào địa phương cũng dốc hết gia tài đầu phục di chứng của ngài, lòng người hướng về, đại thế phát triển rồi nha." Mộc Vân ngồi đối diện với Dương Hổ, đang ngồi trên ghế dựa, ra hổ khen ngợi gã: "Gần đây mới đầu nhập lên núi, đã mang đến mười mấy huynh đệ. Y vốn là hộ săn bắn ở huyện Chư Âm Thanh Châu, bởi vì dáng vẻ đường đường, võ nghệ không tầm thường, làm người khôn khéo, có tài ăn nói, cho nên không bao lâu liền trổ hết tài năng, rất được Dương Hổ coi trọng." Dương Hổ trên mặt chợt qua một tia đắc ý, có điều ngẫm lại thế cục trước mắt, lại lắc lắc đầu nói: "Ở Thanh Châu lòng người hướng về thì không sai, trên núi thái hành đại thế phát triển cũng không phải là giá. Có điều để cho lòng người trong thiên hạ đều theo về lại không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta phía bắc có pháo đài biên thủy, phía tây có trọng binh kinh sư, phía đông thì giáp biển vô tấn, xưng vương trên núi thái hành cũng được đi. Một khi khởi nghĩa, triều đình tập hợp đại quân..." Gã lắc đầu bùi ngùi thở dài nói: "Cả năm nay đều liên tục gặp trở ngại, nếu mất đi cả mảnh cơ nghiệp này rồi, vậy thật sự thất bại thảm hại, không thể khinh suất được." Dương Hổ nhăn chặt mày nói: "Nhưng vẫn không khởi binh, cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp. Nhiều người như vậy vốn dĩ tự tách ra vào nhà cướp của cũng có thể kiếm sống, hiện giờ vì khởi sự mà tụ cùng một chỗ, đại quân hơn vạn, phải ăn phải uống, lương thảo của chúng ta không chống được bao lâu. Hơn nữa nhiều binh mã như vậy tụ cùng một chỗ cũng rất khó duy trì bí mật, tiếp tục như vậy nữa chắc chắn sẽ bị quan phủ phát hiện kỳ quái. Thật khó mà." Mộc Vân mỉm cười nói: "Đại ca, mặt đông phương bắc phía tây đều không đi được cả, vậy phía nam thì sao đây? Giang sơn ngàn dặm, nơi nơi phồn hoa, từ phủ thái hành sơn sông xuống, ngày đi ngàn dặm, còn không phải ta cần gì thì lấy đó hay sao? Ba vị tài chủ đầu nhập vào chỗ ngài, mang theo toàn bộ gia sản lên núi, ngài cũng thấy đấy mà, ở nơi cằn cỗi này bọn họ giàu có bao nhiêu chứ. Trường Giang Nam Bắc phú thân giàu gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp ngàn lần bọn họ, nơi nào cũng có. Nếu như đến đó rồi, đại ca muốn kiếm quân phí, muốn chiêu binh mãi mã còn không dễ như trở bàn tay hay sao?" Dương Hổ lắc đầu nói: "Mộc lão đệ, đệ đã sai rồi. Đếm hết binh ở Thái Hành có bao nhiêu nhân mã đây, chẳng qua là hơn vạn mà thôi. Một khi khởi sự, từ các huyện lỵ Thanh Châu chiêu binh nhiều lắm, chỉ có thể chiêu được 3 vạn nhân mã. Dùng 4 vạn người xâm nhập Trung Nguyên nữa, cá trạch ra biển, có thể ngắt được nhánh hoa nào tốt sao?" Trong mắt Mộc Vân hiện lên một tia bí hiểm, hạ giọng nói: "Đại ca, ngài là đại anh hùng quang minh lỗi lạc, làm việc phải chú trọng quang minh chính đại. Có một số việc cũng xem như không rõ bằng những thợ săn nghèo hèn, không học vấn như chúng ta đâu." Y tiến đến bên tai Dương Hổ, xì xào thì thầm một phen. Dương Hổ nghe được, hai mắt mở lớn, vẻ mặt kinh hãi mà nói: Đây cũng là quá độc rồi, kế sách này có thể tiến hành hay sao?" Mộc Vân khẽ mỉm cười nói: "Đại ca, từ xưa đã nói nhất tướng công thành, vạn cốt khô, huống chi đã làm hoàng đế chứ. Từ xưa đến nay có bảo tọa nào của đế vương khai quốc mà không dùng đến đống xương trắng dựng lên đâu. Nếu đại ca dùng kế này, đại quân 100 vạn lập tức có được. Khi đó đại ca chính là mãnh hổ hạ sơn, giao long nhập hải,
Giang Sơn Đại Minh này nói không chừng cứ như vậy mà thay đổi chủ nhân. Đại ca, một đám nhỏ bé chúng ta nơi đất nghèo người hiếm, trừ biện pháp này ra, ngài còn có biện pháp nào khác chống lại triều đình hay sao? Sắc mặt của Dương Hổ thay đổi mấy lần, ánh mắt lóe lên dần dần ổn định trở lại, chậm rãi ngưng tụ lại thành sát khí. Gã chậm rãi gật đầu nói: "Hề, kế sách hiện nay cũng chỉ có như vậy. Mộc huynh đệ, tăng cường chủ binh mãi mã, tích tụ lương thảo, chủ bị một tháng, sau đó..." Gã bỗng đứng lên, nhấc bàn tay lên, vung lên nghiêng nghiêng trên không, vẻ mặt đầy sát khí. Gió rét vù vù, đứng ở đầu thành giơ tay vẫy vẫy đoàn xe của Dương Lăng dần dần đi xa, lưng hồng kéo dài rộng, trong nhất thời còn có cảm giác như dẫm lên chăn bông nói: Lão nô, à, ta, già cũng có thể đảm nhiệm làm chủ sao? Lương Hồng giống như nằm mơ nhìn xung quanh, tất cả quan viên bá châu đều đứng cách ba bước phía sau mình, vừa cung vừa kính, không khỏi cảm thấy oai phong một cõi, ngạo nghễ thiên hạ. Mộc đại nhân bước lên trước, cung kính nói: Lương công công, quốc công gia đã đi xa thật rồi, nơi này gió rất gắt, chúng ta trở về đi thôi. Vì để chúc mừng công công ngài vinh nhậm vị trí trấn thủ bá châu, chúng quan viên đã chuẩn bị thịnh yến ở Quan Ngư Viên, đêm nay mời ngài dự tiệc, mong rằng Lương công công chớ từ chối, nhất định phải hân hạnh quang lâm kìa. Vừa nghe nói quan viên lớn nhỏ bá châu thiết yến chúc mừng mình, Lương Hồng lập tức theo thói quen cúi thắt lưng, mang theo vẻ mặt cười lịnh, đang muốn tỏ lòng biết ơn một phen, bỗng nhiên ý thức được bản thân mình hiện nay là trấn thủ bá châu, quan lớn nhất bá châu, những người trước mắt này đều phải xem sắc mặt của mình mà làm việc. Cái eo quen thói cong xuống, lại đứng lên, ông ta kiêu ngạo cười, chậm rãi mà nói: Này, bổn trấn thủ vừa mới nhậm chức, công vụ bề bộn, chuyện nghênh đón ấy chắc không cần đi thôi. Mộc đại nhân cười bồi nói: Nên thế, chúng hạ quan và Lương công công sau này là cộng sự, còn có nhiều việc phải thỉnh giáo ngài. Mọi người còn chưa quen thuộc với công công ngài, gặp mặt một lần, làm quen một chút, điều này là nên thôi, công công phải thưởng cho mọi người một chút mặt mũi chứ. Đúng đấy, Lương công công nhất định phải đến. Lương Hồng cười khanh khách nói: Thịnh tình không thể chối từ được. Được rồi, lần này bổn trấn thủ phá lệ dự tiệc, lần sau mọi người cùng đừng viện cớ này nữa, nghe chưa? Dạ, lần sau không viện cớ này nữa, không viện cớ này nữa. Lương Hồng cười đầy đắc chí nói: Vậy tan trước đi, bổn trấn thủ muốn trở về phủ trấn thủ tiếp nhận kiểm tra một vài sự vụ. Buổi tối gặp nhau. Chúng quan viên vội cười bồi chắp tay rồi đều tàn đi. Lương Hồng dưng dưng đắc ý mà đi về phía cố kiệu của mình, lên kiệu. Một tiếng chiêng cạch vang lên mở đường, đi thẳng đến phủ thái giám trấn thủ. Ngồi trong kiệu hưởng thụ một lát, Lương Hồng chợt nhớ tới cuộc đối thoại đơn độc với Mạc Vân Trường đêm qua, không khỏi nảy sinh buồn phiền. Làm quan lớn thế nào thì phải gánh vác trách nhiệm lớn thế đấy. Hiện tại làm trấn thủ một phương, uy phong thì uy phong, nhưng trách nhiệm kiếm tiền này thật là... Lưu Cẩn giao cho ông ta hai chuyện: một là nghĩa cách bảo vệ Trương Trung và đám quan viên bá châu, những người này có nên giết hay không là một chuyện, nhưng bọn họ là phe phái của Lưu Cẩn, nếu bị Dương Lăng trừng trị, vậy thứ chịu tổn hại là danh vọng và địa vị chính trị của Lưu Cẩn, nếu còn cơ hội cứu viện ông ta đương nhiên sẽ tận sức lực. Đáng tiếc Mạc Vân Tường căn bản không dự đoán được Dương Lăng sẽ tự ý chủ trương nhanh như vậy thì ra tay trừ đi Trương Trung, chuyện này cũng giúp đại ân cho Lương Hồng, nếu không ông ta thật không biết làm sao giải vây thay Trương Trung cứu lão ta ra. Chuyện thứ hai chính là nhiệm vụ vốn giao cho Trương Trung bây giờ giao lại cho ông ta, 10 vạn lượng bạc kia ông ta còn phải nghĩ cách kiếm tiền. Lương Hồng xoa cằm phát dầu: Trương Trung vừa mới bị giết, thủ đoạn ông ta dùng để áp bức Vũ Hộ Tân Hào tất không thể dùng lại được. Theo ta thấy, lão Trương sở dĩ bị giết cũng bởi vì lão quá đen tối, giàu nghèo gì cũng đều vơ vét cá, đắc tội với nhiều người. Thân hào địa phương và quan phú luôn có muôn vàn quan hệ, không chừng đầu mối nào đó có thể thông thiên, tất cả đều đắc tội, còn có thể đứng vững hay sao? Thân hào địa chủ kia liên hệ nhiều như vậy, hiếu kính tự nhiên không thể thiếu được, nhưng cũng phải để người ta sống sót chứ, tặng tăng thuế, thật là khả thi, nhưng hiện tại không được, thế nào cũng phải để trận phong ba này qua đi mới được. Vậy phải làm thế nào đây? Lưu công công ra việc này cho ta, tổng cộng phân công hai chuyện. Trương Trung hiện tại đã bị treo lên cột cờ rồi, vậy không cần cứu. Nếu như 10 vạn lượng bạc này chuẩn bị không được, Lưu công công tức giận có thể lập tức rút chức của ta, triệu hồi ta về Tỳ Lễ Giám, chỉ sợ đánh mất sự yêu thích của Lưu công công thôi. Tỳ Lễ Giám cũng không thể ở được nữa rồi.
nếu để ta đến lãnh cung đảm nhiệm việc tứ nước quyết nhà. Lương Hồng trong lòng phát lạnh, cảm giác lâng lâng trở thành hư không, vừa mới nếm chút cảm giác được người quan tâm, chúng tinh ủng nguyệt, trong lòng đặc biệt cảm thấy quý báu. Hiện tại bảo ông ta khôi phục thân phận của đêm hôm qua là một loại cảm giác đau khổ khó có thể chịu được, chứ đừng nói là từ nay về sau lưu lạc thành một lão thái giám trong lãnh cung không quyền không thế, không ai hỏi qua. Chuyện Lưu công công giao nhất định phải xử lý, nếu không ta với Trưng Trung dưới đất kia cũng không khác nhau là bao. Nhưng bạc, khoảng 10 vạn lượng bạc ta kiếm ở đâu ra đây? Vừa nghĩ đến đây, ngọn đuốc thứ nhất của tân quan thượng nhậm đốt cháy hừng hực trong lòng Lương Hồng, đốt đến khi ông ta khó chịu ở trong lòng. Lương Hồng bực mình, vén màn kiệu, thở hổn hển chửi thề mấy câu. Vừa mới nhấc mắt thì nhìn thấy một đám võ tướng Trương Mậu, Giang Bân, Lưu Thất cưỡi ngựa, vừa nói vừa cười đi ở một bên đường lớn. Bọn họ chỉ trỏ, dường như đang muốn bước vào một tiểu lâu. Lương Hồng thấy tình cảnh này, trong lòng bỗng nhiên sáng hẳn lên. Bá Châu bây giờ nếu phải chuẩn bị 10 vạn lạng bạc, không thể nhắm vào quan viên, không thể nhắm vào thân sĩ, không thể nhắm vào dân chúng, vậy còn có thể nhắm vào người nào đây? Trên trời sẽ không rơi bạc xuống nhằm vào bọn cướp đường này thì sao đây? Lương Hồng yên tâm thoải mái mà nghĩ. Trương Mậu là kẻ có tiền, đám người Lưu Lục, Lưu Thất kia cũng nhất định không thiếu tiền. Nhiều năm như vậy vào nhà cướp của, số tiền đó cũng không dễ dàng gì. Bọn họ vừa mới quy thuận, trong quan trường không có bao nhiêu người quen, muốn chỉnh bọn họ không ai biện hộ cho cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa thần hào địa phương và dân chúng thầm hận đám cướp này rồi, ta chỉnh bọn họ còn được thanh danh tốt kìa. Những người này bây giờ đã thế sạch rồi, cũng lộ sạch rồi, cũng không thể làm cướp đường được nữa, đường lui đã tuyệt, vậy còn không ngoan ngoãn mặc ta bài bố hay sao? Chỉ cần dùng uy bức, dùng lợi dụ đe dọa một phen, khiến đám đạo tặc này ngoan ngoãn dâng 10 vạn lượng, à không 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 không, 12 vạn lượng, à không, 15 vạn, còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Dương Lăng cái chỗ lớn này thật có thể quét nhà, quét thực sạch sẽ mà. Nhớ rõ trong phủ trấn thủ của Trưng Trung vàng bạc vô số. Cái chỗ lớn Dương Lăng này quét đi một vòng, quét đến bụi đất tung bay. Đợi khi ta tới rồi, liền giữ lại cho ta một căn nhà trống không. Tất cả những thứ đáng tiền đều đăng ký vào sổ sách trong kho phủ rồi. Còn bà nó chứ, hiện tại ta là trấn thủ Bá Châu rồi, cũng không thể quá keo kiệt. Gia đình hộ viện, tùy tùng nha hoàn, nên có để phô trương mới được nha. Đòi bọn họ hơn 20 vạn lượng cũng không nhiều lắm đâu. Từ trong kiệu lại ngoái nhìn ra ngoài, đám người Trưng Mậu, Lưu Lục, Phong Lôi, Hình Lão Hổ, trong mắt Lương Hồng đã trở nên đỏ rực, giống như từng miếng hồng chín, thật sự là mê người mà. Lại nói, nước không thể một ngày không có vua, cho nên từ xưa không có cách nói thiên tử giữ đạo hiếu. Có điều, để bày tỏ hiếu nghĩa làm gương cho thiên hạ, thiên tử có thể giữ hiếu 3 ngày, dùng 1 ngày thay cho 1 năm làm tròn hiếu đạo. Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù không có chút liên hệ máu mủ nào với chính đức hoàng đế, nhưng cho dù là thân tổ mẫu của chính đức sống lại, địa vị cũng không thể nào sánh với vị chính cung này được. Điển chế mai táng đương nhiên là long trọng nhất. Cho nên chính đức hoàng đế cũng chuyển về cung một thân đồ tang, ăn chay túc trực bên linh cữu. Hiện giờ đã qua 3 ngày từ lâu, Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù vẫn quàn trong cung, chính đức chỉ cần mỗi ngày tiến vào dâng hương tế bái một lần, không cần ăn chay mặc đồ tang, không để ý tới chính vụ. Noãn Các phía tây cung Cản Thanh, chính đức đang phê duyệt tấu chương đọng lại mấy ngày nay. Mấy ngày nay quá bận rộn, ngay cả Đường Nhất Tiên y cũng chẳng có thời gian đi gặp. Hôn sự của y và Đường Nhất Tiên coi như gặp nhiều trắc trở. Ban đầu dự định khi con nuôi đầy tháng thì đại hôn, không ngờ đang chuẩn bị hôn sự truyền đến tin Dương Lăng chết. Ngay sau đó Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, bây giờ lại qua đời, dân gian phải giữ đạo hiếu nửa năm. Làm thiên tử tuy không cần giữ đạo hiếu, nhưng cũng không tiện thành thân lúc này. Chính đức khẽ cho mày xem tấu chương dưới nến, hai bóng người từ từ đi vào, bay tới trước long án của y. Ánh nến lay động chiếu vào tấu chương hai bóng người vặn vẹo. Chính đức bỗng ngẩng đầu nhìn thấy Vĩnh Thần và Chu Tương Nhi một thân áo trắng. Hai tiểu cô nương giống như một đôi tịnh đế liên hoa, vẻ xinh đẹp tinh khiết không nói rõ được. Chính đức lại nhíu mày nói, hai muội đi đường có thể gây chút động tĩnh hay không? Quỷ khí dày đặc hù người sao? Vĩnh Thần lườm y một cái nói, nến là màu trắng, quần áo là màu trắng, màn trắng trướng trắng, bóng đêm sâu thẳm, huynh thử giả dáng tiên tử xem. Chu Tương Nhi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói, Vĩnh Thần, đừng nói với hoàng thượng như vậy. Nói xong hạ mình thi lễ, Tương Nhi bái kiến hoàng thượng. Chính đức đặt bút xuống, nhíu đầu mày đau nhói mà hỏi, chuyện gì vậy hai vị công chúa điện hạ? Vĩnh Thần hỏi, hoàng huynh, huynh gọi Dương Lăng hồi kinh rồi hay sao?
Ờ đúng vậy, hắn đang ở chỗ gần đây gần như vậy, không trở lại sao được. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu Tấn Thiên, hắn là cháu rể mà không đến bái tế ư? Chính Đức đúng tình hợp lý nói. Vĩnh Thuần tức giận trừng mắt nhìn y rồi sẵn giọng: Hoàng huynh à, huynh nghiêm túc chút được không? Nếu chuyển đi ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười kìa. Ai truyền, ai truyền? Chính Đức liếc nhìn hai tiểu thái giám canh giữ cửa, lạnh lùng nói: Nếu mà có chút phong thanh nào, chấm sẽ dùng gậy đánh chết bọn chúng. Hai tiểu thái giám vừa nghe sợ tới mức giật mình. Hai tiểu thái giám, một thuộc Ngự Mã giám, một thuộc Tiên Lễ giám, đích thực là hai tay mắt mà những đại thái giám kia cài bên người hoàng thượng. Công chúa phải gả cho quốc công ngư, công chúa Vĩnh Phúc đã xuất gia rồi, vậy là công chúa Vĩnh Thần phải gả hay là công chúa Tương Nhi phải gả đây? Chuyện này là hiếm có lắm nha, nhưng không có gì phải vội. Hai tiểu thái giám dù gì cũng là nhân viên gián điệp của cơ quan tình báo cao cấp, không phải phóng viên tuần san bát quái. Vì lý do này mà bị người ta đánh chết thì có oan không chứ? Cho nên hai người không hẹn mà cùng lựa chọn quên đi, xem như không nghe thấy gì. Ngọn nến đột nhiên nổ lên một đóa hoa nến, ngọn lửa rực rỡ dị thường chợt sáng lên, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm lại. Công chúa Tương Nhi vẫn có chút lo lắng, nhẹ nhàng phất tay với hai người bọn họ. Hai tiểu thái giám như được đại xá, lập tức khom người lui ra ngoài. Chính Đức cầm lấy tấu chương, chỉ nhìn hai hàng lại buông xuống hỏi: Các ngồi tới, chỉ để hỏi Dương Khanh có về kinh hay không hay sao? Vĩnh Thuận nói: Không phải, ngày mai chính là đầu thất rồi, văn võ bá quan phải vào cung tế bái, mẫu hậu bà bọn muội đến hỏi hoàng huynh, hoàng tỷ có tham gia hay không. Tỷ ấy bây giờ là người xuất gia, lặng lẽ tu hành trong hoàng am, đến cũng không được, không đến cũng không được. Chính Đức xoa cằm, cau mày nói: Chuyện này chấm cũng không rõ nữa, ngày mai chấm hỏi thượng thư Vương Hoa thử xem. Vĩnh Thuần ừ một tiếng, ngâm nghĩ một lát rồi nói: Hoàng huynh, muội vẫn luôn lo lắng, tỷ tỷ vốn dĩ tính tình điềm đạm, hiện tại dốc lòng tu Phật, càng ngày càng đạm bạc rồi. Đôi vòng tay mà trước kia tỷ ấy rất quý trọng, nhiều lần muội xin đều không nỡ cho. Hai ngày trước muội không mở miệng, liền chủ động đưa cho muội. Cũng đừng có học mãi, học mãi, học đến tàu hòa nhập ma, thật sự là xuất gia kìa. Chính Đức vừa nghe cũng căng thẳng, suy nghĩ một chút rồi nói: Chấm đã biết rồi, nhưng Bạch Kỳ Am cũng chưa xây xong, cũng không thể để hoàng muội dọn ra khỏi cung được. Ý chỉ hẳn là đã tới Bá Châu từ sớm rồi. Xe áp ngân dù có đi chậm một chút thì ngày mai ngày mốt là Dương Khanh sẽ trở về rồi. Đến lúc đó chấm bảo hắn đi xem Vĩnh Phúc xem sao. Hắn thấy Vĩnh Thần, Tương Nhi vẻ mặt không đồng ý thì liền an ủi: Các muội yên tâm, chấm đã nói với Nhất Tiên, bản lĩnh lừa nữ nhân của Dương Khanh rất cao minh mà. Lúc thấy sắc mặt hai người quái dị, Chính Đức vội sửa miệng: Không đúng, không đúng, là dụ dỗ nữ nhân. Đúng lúc này tiểu thái giám bị dọa sợ kia lại chạy về, nhỏ nhẹ mà nói: Hoàng thượng, Lương Cung Công cầu kiến. Đã chết thế này, ông ta lại có chuyện gì vậy? Chính Đức nghi ngờ lầm bà lầm bầm, quay đầu lại nói với hai người Vĩnh Thuần: Các muội đi về trước đi, nếu không còn gì thì hồi cung nghỉ ngơi sớm đi. Quỷ chức linh án khóc lóc mấy canh giờ thật là nhàm chán mà. Khi Thái Hoàng Thái Hậu còn sống, các muội thường bầu bạn dưới gối, đây cũng là tận hết thiếu tâm rồi. Thái Hoàng Thái Hậu Tấn Thiên làm cho một đám thái giám cung nữ khóc than, chấm đã phiền lắm rồi, phiền lắm rồi. Khi phụ hoàng mà y kính yêu nhất Băng Hà, Chính Đức đã từng rất khinh miệt đối với đám người duyên chuyên diễn những trò lễ nghi không cần thiết này. Thà rằng tránh sang cung Cẩn Thanh lấy phương thức đặc biệt như viết chữ để kỷ niệm phụ hoàng, cũng không muốn chạy đến trước linh án nghe thái giám hô bắt đầu rồi ngừng để khóc lóc thảm thương. Bây giờ cũng không muốn để muội muội ở đó để mặc người ta sắp đặt giày vò tới lui. Vĩnh Thuần, Tương Nhi vâng dạ, hai bóng hình trắng toát lại từ từ rời đi. Chính Đức ở phía sau hắng giọng một tiếng nói: Có chút âm thanh đi, có chút âm thanh đi. Lẹp xẹp, lẹp xẹp, lẹp xẹp. Lưu Cẩn tò mò nhìn bóng lưng hai vị công chúa. Trong cung sửa lại quy định từ khi nào đây? Sao không ai bẩm báo với ta vậy? Công chúa để tang không chỉ mặc đồ trắng, bây giờ còn được mang giày, giày đay hoặc giày gỗ hay như vậy hay sao? Chính Đức kho một tiếng kêu: Lão Lưu, vào đi, trễ vậy còn có chuyện gì vậy? Lưu Cẩn vội vàng cúi đầu khom lưng tiến vào, cười cười nói: Hoàng thượng, lễ tang của Thái Hoàng Thái Hậu ngày mai là đầu thất rồi, bách quan phải vào cung tế bái. Điều văn hoàng thượng tự tay viết, lão nô đã đưa cho lễ bộ, bảo lễ mộ ngày mai tuyên đọc điếu văn này. Chính Đức giãn cái lưng mỏi ra, không ngần ngại ngáp một cái nói: Vậy là được rồi, chút chuyện nhỏ ấy còn hồi bẩm cái gì chứ? Lưu Cẩn vội vàng cười trừ nói: Hoàng thượng, lão nô còn chưa nói xong, không ngờ lễ bộ thượng thư Vương Hoa lại trả thánh chỉ về. Sao? Trả thánh chỉ về sao?
Chính Đức Hoàng thượng tức giận, vỗ bàn ở một tiếng cả giận mà nói: "Người nói lý do là gì? Vương Hoa này lá gan càng lúc càng lớn rồi, chấm nhất định phải phạt nặng ông ta." Lưu Cẩn cung kính nói: "Hoàng thượng tự mình viết điếu văn cho Thái Hoàng Thái Hậu, không phải còn chính tay sao chép một bản kinh Phật siêu độ vãng sinh hay sao? Cuối cùng người còn đóng ngự ấn lên bên dưới thánh chỉ, còn ký tên Đại Khánh Pháp Vương Tây Thiên Sắc Đạo, Viên Minh Tự Tại, Đại Định Tuệ Phật." Chính Đức Hoàng đế gật đầu, lấy làm lạ mà nói: "Đúng vậy, làm sao vậy? Đó là Phật hiệu chấm tự lấy cho mình mà." Lưu Cẩn thêm mắm dặm muối nói: "Hoàng thượng, Vương Hoa trả thánh chỉ về, còn nói Đại Khánh Pháp Vương là cái gì? Dám cùng liên danh hạ chỉ với thiên hạ chí tôn, thật sự há có lý này sao? Còn chất vấn tỷ lễ giám là sao lại mô phỏng thánh chỉ? Chuyện hoang đường như vậy cũng làm được sao? Người nói xem, ông ta làm vậy chẳng phải là muốn tạo phản hay sao? Thiên hạ ai mà không biết Đại Khánh Pháp Vương là Phật hiệu của Hoàng thượng người chứ? Ông ta nói vậy rõ ràng là bới xương cốt trong trứng gà mà, khiến Hoàng thượng không thoải mái, ông ta..." Chính Đức vừa nghe lý do này thì hơi e ngại, ngẫm lại trên thánh chỉ mà ghi Phật hiệu Đại Khánh Pháp Vương đích thực chẳng ra gì cả. Huống chi đây là thánh chỉ lấy danh nghĩa Hoàng Tôn đốt cho Hoàng Thái Hậu xem, liền khoắt tay một cái nói: được rồi, chấm không thích chấp nhặt với ông ta." Lưu Cẩn sửng sốt, ông ta vốn định thừa dịp Thái Hoàng Thái Hậu bệnh chết, tâm tình Hoàng thượng cũng không tốt cho lắm, mượn lý do làm cho Hoàng thượng giận dữ phải bãi chức của Vương Hoa không phải hay sao? Sang năm lại là kỳ thi khoa cử, hiện tại văn võ cả triều khảo hạch bổ nhiệm một lần nữa, xem như dùng hết môn hạ của ông ta. Nếu như răng lưới toàn bộ học sinh trẻ tuổi, vậy địa vị bản thân mình chẳng phải vững chắc như Giang Sơn hay sao? Thật không ngờ. Lưu Cẩn có vẻ không vui, ngẫm nghĩ một chút vẫn không cam lòng, tiếp tục khí lộng thị phi nói: "Hoàng thượng, người định vậy cũng được, nhưng Vương Hoa không muốn cứ như vậy thôi đâu. Người xem ông ta lớn gan như thế nào chứ, không ngờ nói phải truy cứu trách nhiệm của Đại Khánh Pháp Vương này. Đây chẳng phải là chỉ vào Hoàng thượng mà mắng hói đầu hay sao? Đây chẳng phải là mặc ngược áo ra giá làm dê hay sao? Đây chẳng phải..." "Sao ông lại nói nhiều câu dí dỏm như vậy chứ?" Trên mặt Chính Đức có chút nhìn không được rồi, hắn nói: "Đại Khánh Pháp Vương là tôn hiệu của chấm không sai, nhưng nếu Vương Thượng Thư thật sự muốn truy cứu..." "Chấm sắc thực cũng có chỗ không phải, thôi đi. Nếu ông ta thực sự muốn tra, chấm xuống ý chỉ bảo ông ta không truy cứu nữa là được." Cái gì? Lưu Cẩn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. "Hoàng thượng, người là hoàng thượng ha, thiên tử kiểu ngũ chí tôn, người chịu nhận sai thỏa hiệp với Vương Hoa sao?" Chính Đức xoa hai tay bất đắc dĩ nói: "Chấm đem cán dao cho người ta rồi, bằng không ông nói phải làm sao đây? Được rồi, chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì cả. Trong bụng tể tướng còn có thể chống thuyền mà, huống chi chấm là hoàng thượng, cứ như vậy đi." "Không có việc gì, ông cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, chấm xem thêm hai bản tấu chương nữa rồi cũng nghỉ ngơi thôi." Dạ, hoàng thượng." Lưu Cẩn bất đắc dĩ đáp một tiếng, yên lặng thối lui ra khỏi cung Càn Thanh. Lão ta chậm rãi ra khỏi cung, đứng dưới một cây cột trên hành lang, gió thổi đèn lay, ánh đèn dao động phản chiếu lên gương mặt của lão ta lúc sáng lúc tối, thật đúng là âm tình bất định. Bóng quỷ ảnh của vài thái giám thị vệ lắc lư qua lại, chợt đi đến trước mặt, giật mình nhìn thấy vị lão thái giám đang đứng dưới hành lang lại là Lưu Công Công, liên tục cúi đầu xuống đất bái lạy. Lưu Cẩn lại chỉ ngửa cổ nhìn bóng của ngọn giả sơn mà xuất thần, căn bản chưa từng chú ý đến. Rất lâu sau đấy, lão ta mới thở ra một cái. Chính Đức Hoàng đế đêm nay làm lão ta sinh ra cảm giác xa lạ. Tuy nói là thường xuyên gặp mặt hoàng đế, nhưng chuyện mà lão ta bây giờ phải lo liệu thật sự là quá nhiều. Mà phần lớn thời gian Chính Đức lại ở tại Báo Viên, lão ta luôn cho rằng Chính Đức vẫn là tiểu thái tử trong ấn tượng của lão, cho tới hôm nay mới giật mình phát hiện y đang lớn lên dần. Ông ta cảm thấy ông ta đã sớm nhìn thấu Chu Hậu Chiếu. Người càng không cho hắn làm gì, hắn lại càng muốn làm chuyện đó, làm chưa bao giờ xem chuyện này có đúng hay không. Y là hoàng đế, ý chí của hoàng đế không thể dao động. Khích y vỗ y, hoàng đế tính khí trẻ con, chưa bỏ sẽ ngoan ngoãn chui vào. Nếu là Chính Đức Hoàng đế của một năm trước, dựa vào phán đoán của ông ta, chỉ bằng chuyện này thêm vào những gì ông ta vừa nói, Vương Hoa sẽ phải bãi chức về nhà, thậm chí còn chưa chờ tới sáng sớm hôm sau thì ý chỉ đã chuyển xuống. Song hiện tại hoàng thượng biết trước hết phải hiểu lý lẽ phân biệt thị phi, không phải là điểm tốt mà. Lưu Cẩn hơi hoảng hốt, Chính Đức đang dần dần lớn lên, tâm trí đang dần dần thành thục, dần dần không dễ dàng khống chế nữa. May mà Dương Lăng đã sụp đài rồi, trong triều hiện nay không có ai có thể chống đối với ta. Bây giờ văn võ cả triều đều là môn hạ của ta, cho dù y không còn là tiểu hài tử không hiểu chuyện nữa, không thể mặc ta sắp đặt, thì ta đã khống chế triều cương,
cho dù là y cũng không thể không thừa nhận địa vị và quyền uy của ta. Lễ bộ thượng thư, vị trí này ta nhất định phải lấy về. Trong lục bộ chỉ có binh bộ, lễ bộ từ trước đến nay luôn chống đối ta. Bây giờ Lưu Phố đã đầu nhập và làm môn hạ của ta, Vương Hoa vẫn luôn qua quyết xong chuyện với ta. Lễ bộ quyết định việc lựa chọn con lại, quyết không thể bỏ qua, lục bộ đều nắm trong tay. Lúc đấy, dù là hoàng thượng thì có thể làm gì được ta đây? Lưu Cẩn khẽ mỉm cười, nụ cười kéo theo thói quen, kéo theo bao nhiêu nếp nhăn tích lũy, bao nhiêu năm qua, thoạt nhìn có chút vẻ nịnh nọt, nhưng trong cặp mắt kia không có lấy một tia lấy lòng người. Nụ cười kia dưới ánh đèn ảm đạm, lộ ra một tia kiêu ngạo và lạnh lẽo. Gió đã nổi lên, gió thổi thật lạnh lẽo. Cơn mưa đầu tiên mùa xuân dường như muốn đến thật sớm một chút. Lưu Cẩn ngửa mặt nhìn trời, nắm khăn tang bên hông thật chặt, chậm rãi đi xuống bậc thang. Hai tiểu hoàng môn nghênh đón, bóng một người đập vào chiếc đèn lồng bằng giấy hồ trắng, dẫn ông ta giống như quỷ ảnh từ từ biến mất trong màn đêm bên tường cung. Hoàng thân quốc thích, vương hầu công khanh đều mặc đồ trắng vào hoàng cung. Lý Đông Dương chưa kịp trở về. Trong các đại học sĩ Tiêu Phương, Dương Đình Hòa được xếp hàng đầu, xuất lĩnh văn võ bá quan ở nhóm bên trái. Vương hầu công khanh có tước vị thì đứng ở bên phải, do uy quốc công Dương Lăng vừa kịp trở về kinh thành và thành quốc công Chu Cương xuất lĩnh một nhóm người đứng đầu, hướng về Trường Thọ cung bái tế tử nhan của quốc mẫu. Đêm qua một cơn mưa thực sự rơi xuống thấm đất, nhưng bầu trời vẫn dày đặc mây mù âm u, giống như gương mặt của một người bị bệnh. Gió lạnh vù vù thấm vào trong xương cốt. Buổi chiều hôm qua Dương Lăng trở về, bởi vì trong cung đang xử lý tang sự cũng không vội giao chỉ, cho nên trở về nhà trước, đêm đó túc trực trong phòng của ấu nương. Bây giờ hắn đang luyện khí công tâm pháp nội gia võ đang, thân thể cực kỳ khỏe mạnh, chút chất lạnh ấy cũng không xem là gì. Nhưng ấu nương sợ tướng công bị lạnh, cho hắn mặc thật dày, kết quả là chưa xuất môn, Cao Văn Tâm lại dậy sớm nấu cháo đại bổ nóng hổi bưng tới. Tuyết Nhi cũng đưa tới miếng bảo vệ bụng tự tay may lấy. Ngọc Nhi thận trọng, biết hôm nay tiến cung khó tránh khỏi phải quỳ xuống, quỳ tới quỳ lui, tự tay làm cho lão ra hai miếng bảo vệ phòng lạnh trên đầu gối. Nhìn lại Dương Lăng lúc này, vốn là dáng người ngọc thụ lâm phong đột nhiên mập lên hai vòng, áo mãng bào ở bên ngoài một bộ, sau đó lại thêm một bộ đồ tang nữa, ở nhà thử tới thử lui, bước đi cũng nặng nề hơn. Dương Lăng có chút không nhẫn nại, nhưng đây là tâm ý của kiều thê ái thiếp, bỏ y phục mà ai tặng cũng không được, không khéo thì làm cho các nàng đau lòng. Dương Lăng đành phải bất đắc dĩ mặc đến hoàng thành. Tuy nhiên đến quảng trường trong cung không nơi chắn gió này rồi, Dương Lăng liền cảm nhận được chỗ tốt của sự che chở bảo bọc của thê thiếp. Vừa mới xuống kiệu còn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, nhưng bầu trời hơi u ám, dưới đất gió lạnh xiêu xiêu. Một số quan viên không có kinh nghiệm hoặc là quá khinh suất, dựa theo thói quen bình thường xuống kiệu lên điện, rồi điện lên kiệu, mặc cũng không nhiều. Đứng ở nơi này một lát thì sắc mặt liền tái xanh, đôi môi tím bầm, hàm răng lập cập run rẩy thì không nói, hai hàng nước mũi cũng không ăn được mà chảy ra, lại phối hợp với một thân áo tang mũ tang, thật sự có hương vị của hiếu tử hiền tôn mà. Trái lại, Dương Lăng vốn hô hấp không thoải mái, nhưng bây giờ như tắm gió xuân, mặt mày thì hồng hào, đứng giữa một đám quan viên, mặt không còn chút máu, thật sự là hạc giữa bầy gà, vinh quang tỏa sáng. Lão công gia Chu Cương cũng tới. Chu Cương vốn béo, vừa xuống kiệu, nhìn qua thân hình dường như mập thêm 3 phần, nhìn thấy dáng vẻ Dương Lăng vui mừng tự nhiên, lại nhìn đến hình tượng chúng quan viên sắt đá bên cạnh, lão công gia không khỏi cười thầm. Cửa cung mở ra, quan viên văn võ, hoàng thân quốc thích nối đuôi nhau vào. Dưới sự chỉ dẫn của quan viên tiên lễ giám, lễ bộ đi thẳng về phía cung Trường Thọ. Cơn mưa thấm đất, mặt đất được tẩy rửa sạch sẽ, có điều tảng đá lớn trên đất tuy rằng bằng phẳng, nhiều năm trôi qua luôn có cao thấp sâu cạn, rất nhiều nơi tích đọng nước xanh, giống như mặt gương sáng choang vậy. Trong cung Trường Thọ, thái hậu, hoàng hậu, công chúa cùng với nhóm tần phi xếp hàng theo thứ bậc. Chúng nữ quyến tụ tập bên trong, các đại thần không thể vào tận trong cung, ngoại trừ các thần tử thuộc tam đại học sĩ, lục bộ cửu khanh và quốc công, những người còn lại chỉ có thể ở ngoài cung bái yết. Bọn quan viên tốt xấu gì cũng đã tham dự lễ tang hoàng trị hoàng đế, sự phô trương của thái hoàng thái hậu không thể thấp hơn so với hoàng đế. Hơn nữa, có sự nhắc nhở chỉ huy của nhân viên ti lễ giám và lễ bộ, mọi người hành lễ lưu loát cũng không có nhiễu loạn gì. Quan tài thật lớn của thái hoàng thái hậu đặt giữa đại điện, bên trên phủ một tấm vải gấm màu vàng kim, bên trên tấm vải phủ quan tài thêu phụng hoàng màu lam đang bay về 9 tầng trời, phía dưới lót tấm vải đồ án hoa văn và mây màu sắc đỏ. Trên đỉnh linh cữu còn khả một viên chân châu màu vàng. Trên viên chân châu còn khả vô số bảo thạch được ánh nến chiếu ra, những vầng sáng chói mắt mê ly. Dương Lăng cúi lạy, lén đưa mắt nhìn mọi người,
từng dãy nữ tử mặc đồ tang màu trắng, lại không thấy bóng dáng công chúa Vĩnh Phúc. Thật ra trên đại điện nhiều người như vậy, hắn vùng trộm quét mắt nhìn qua cũng không nhận ra ai với ai. Ít nhất Vĩnh Thuần và Tương Nhi chắc chắn là có ở đây, nhưng một người hắn cũng không thấy. Ánh mắt Dương Lăng vừa thu lại, lại đứng lên. Đột nhiên phát hiện có ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, Dương Lăng lập tức tự nhiên nghênh đón. Ánh mắt chạm nhau trên không, đó là một ánh mắt phức tạp khôn kể, có đề phòng, có đắc ý, có khinh miệt, còn có hàm ý không nói rõ được. Lưu Cẩn cầm phất trần màu trắng trong tay, đứng ở góc điện đang nhìn hắn. Trước linh đường, phía trước, hoàng phi công chúa, hoàng công quan lại, thần sắc trang nghiêm, nín thở bi ai, giao phong trong im lặng giữa hai người cũng chỉ là trong nháy mắt. Lại quý. Lưu Cẩn trước tiên rời ánh mắt đi, xa sầm mặt, kéo dài âm, cao giọng tuyên hô. Dương Lăng lộ ra nụ cười nhạt, không dễ dàng phát giác, lại trở mình quỳ gối. Hai tấm đệm thật dày buộc chặt trên đầu gối, thật tốt mà. Quỳ xuống nền gạch cứng ngắc, lạnh lẽo, không cấn cũng lạnh mà. Bách quan lại tế bái, chính thức hoàng đế cũng xếp lại chính vụ mà tới đây. Bởi vì quá bận rộn, tuy biết Dương Lăng đã trở lại, cũng chỉ nhìn hắn một cái, lại không để ý tới mà nói tiếp. Điếu văn không đọc thánh chỉ mà ông ta đã cuốn trở lại, mà là tuyên đọc phần do lễ bộ thượng thư Vương Hoa tự mình viết. Văn chương của Vương Hoa đương nhiên so với chính đức cao minh hơn, giọng điệu truyền cảm cuốn hút, đọc êm tai xúc động. Quan viên bên ngoài căn bản không quen thái hoàng thái hậu, rất nhiều người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bà. Nhưng theo tiếng khóc hu hu của những nữ nhân trong cung, bọn quan viên cũng không cầm được nước mắt mà ảm đạm rơi xuống. Những người này khóc thật hay giả đây? Không có lý do, không cảm tình gì mà thương tâm như vậy sao? Dương Lăng thầm nói, cũng dùng tay áo che mặt. Chính đức dẫn tần phi, quan viên bái tế xong, đứng dậy dâng hương, rồi lại lạy, sau đó bày ra vẻ mặt buồn bã, được Lưu Cẩn dìu ra ngoài cửa điện, lại an ủi bá quan văn võ. Nén nhang này còn chưa cháy hết, chúng quan viên tần phi không thể đứng lên, đều vẫn quỳ trên đất. Chính đức đi ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy văn võ bá quan xếp hàng theo thứ tự, đang quỳ gối chỉnh tề nghiêm túc trên đất mà khóc sướt mướt. Bởi vì rất nhiều nơi đọng nước, bọn quan viên lại không dám làm rối đội ngũ, cho nên rất nhiều người đều quỳ ở nơi đọng nước, vạt quan bào đều ngâm trong nước, thấm ướt đến chật vật không thôi. Chính đức thở dài nói, tấm lòng trung hiếu của văn võ bá quan tăng lên, chỉ là thời tiết rất lạnh, trên mặt đất nhiều chỗ đọng nước không tiện quỳ bái, truyền dụ bách qua đứng dậy, không người thay quỳ là được. Tiểu hoàng môn vừa nghe vội vàng bước lên trước, cất giọng mà nói, có chỉ thời tiết rét lạnh, mặt đất đọng nước, quỳ xuống có nhiều điều bất tiện, hoàng thượng khai ân, bách quan đứng dậy, không người thay quỳ. Một vài quan viên ngâm trong nước lạnh, quỳ gối trên nền gạch cứng rắn, đau khổ không chịu nổi, vừa nghe như vậy như được đại xá, vội vàng dập đầu nói, tạ ơn hồng ân hoàng thượng, tạ ơn hồng ân hoàng thượng. Sau đó liền đứng lên, vạt áo tí tách nhỏ giọt, đứng đó không người. Những người còn ở xa còn lén lút lấy tay ra sức vắt vạt áo hai cái nữa. Đúng vào lúc này, trong đội ngũ quan viên đột nhiên truyền ra một tiếng kêu khóc vô cùng thê thảm, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn quan viên đều đang khóc, nhưng tiếng khóc đau đớn như vậy đã gần như là hô gào. Chính đức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đội ngũ quan viên đốc sát viện, một vị quan viên ngự sử đấm ngực khóc giống, cao giọng mà hô, thái hoàng thái hậu tấn tiên, bọn thần nhân là thần tử, theo lý nên bái hết chức linh cữu để tận hiếu chung, đứng mà không quỳ thật là vô lễ, là hành động bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Quan viên vừa mới đứng lên nghe thấy, âm thầm mắng một câu, đành phải quỳ xuống. Chính đức dường như bị những lời này chọc giận, y phải tay áo một cái, lạnh lùng rồi nói, mùa danh chục tiếng, lòng dạ này phải giết. Chính đức nếu chỉ nói một câu như vậy rồi phải tay áo bỏ đi thì coi như xong, y lại cứ cảm thấy mình có lòng tốt. Tên quan viên này có chút vô sỉ, tổ mẫu ta mất, những thần tử các ngươi có mấy ai bi thương chân chính đây, giả vờ giả vịt đúng là buồn cười. Chính đức mặc dù tuổi đang lớn, tính tình hơi trầm ổn, nhưng dù sao vẫn chưa chín chắn, vốn là có hảo ý, lại nói ra một tên đáng ghét như vậy, trong lòng càng thêm khinh miệt cách làm người của quan viên kia, liền phất ống tay áo một cái nói, khanh muốn khóc thì quỳ ở đấy tận trung tận hiếu đi, đáng tiếc chấm không phải là Tống Hiếu Võ, nếu không nó không chừng còn cho khanh nhập các kìa. Câu này vừa ra khỏi miệng, quần thần lập tức biến sắc, bên dưới có mấy người khóc thật, nhưng hiếu tâm phải thể hiện nha. Hoàng thượng nói câu này bằng với việc châm chọc tất cả mọi người một lần, trên mặt của bọn họ lập tức không nhịn được nữa. Một ngự sử bỗng đứng lên nghiêm mặt mà nói, hoàng thượng nói vậy sai rồi, vái mà không quỳ vi phạm hiếu đạo, lễ nhạc chi nguyên, đạo đức chi quý, những lời của Trịnh đại nhân không có gì không đúng cả,
Hoàng thượng ở trước linh cữu thế hoàng thế hậu, sao có thể nói sằng lấy bẫy, hành động ngông cuồng được. Chính Đức kinh ngạc không thôi. Ái thiếp của Thục Phi là Tống Hiếu Võ, Lưu Tuấn bệnh chết. Lưu Tuấn nhiều lần dẫn hậu phi và quần thần đi khóc tang, đồng thời nói khóc càng đau lòng thì càng thể hiện lòng trung thành. Thái thú Tần Quận, Lưu Đức Nguyện khóc đến xé ruột xé gan, quần áo đều ướt đẫm nước mắt. Lưu Tuấn hết sức vui mừng, lập tức phong ông ta làm thứ sử Dự Châu. Rồi còn có ngự y tên Dương Chí, nước mắt rơi như mưa, khóc đến sặc khí. Lưu Tuấn liền ban cho ông ta rất nhiều vàng bạc, báu vật. Sau có bằng hữu hỏi ông ta: làm sao ông nói khóc là có thể khóc lên được vậy? Dương Chí đáp: ái thiếp của ta vừa mới mất đi, ta ở trước mặt bệ hạ chỉ là khóc cho vong thiếp của mình mà thôi. Chính Đức bối rối, y chỉ là cho rằng lấy ví dụ mỉa mai Trịnh ngự sử kia một chút thôi, sao mà tên quan này dám nói thẳng là mình nói sằng nói bậy. Những quan viên này trong tháng riêng ăn nhiều đồ tốt quá, đến bây giờ còn chưa tiêu hóa hay sao? Hàn Lâm học sĩ Sử Kỳ Phong khẳng khái trần từ nói: lễ tiết là để phân biệt thân sơ, quyết đoán hiểm nghi, phân biệt đồng hay dĩ, chia rõ đúng hay sai. Thần tử tỏ vẻ hiếu tâm, nào có tội gì? Hoàng thượng lấy chuyện xưa của Tống Hiếu Võ làm ví dụ, nhưng có nhớ Tống Hiếu Võ là người tốt thế nào không? Con giết cha, đệ giết huynh, nạp muội làm phi, gian dâm với mẹ, dâm loạn vô độ, ô danh lan xa khôn thế. Sao hoàng thượng có thể nói lời như vậy trước mặt thái hậu được? Chính Đức không chịu nổi chiêu này nữa, tự cảm thấy không sai, bảo một thiên tử tuổi trẻ khí thịnh như y cúi đầu với những thần tử mô danh trục tiếng này, làm sao y đồng ý cho được. Chính Đức chỉ vào chốc mũi quan viên kia, giận đến cả người phát run, không kìm nổi giận dữ mà nói: đổ khốn kiếp, nói hiu nói vượn, sao lại nói nhăng nói quậy, cứng tử đoạt lý nói ra mấy lời này chứ? Trình đại nhân kia biểu hiện trung tâm đầu tiên kia, thanh thanh cổ họng hót như khiếu nói: hoàng thượng, thần quy biểu hiện hiếu tâm có tội gì? Đạo đức nhân nghĩa, không có lễ chế thì không thể phát dương. Giáo huấn chính là tục lễ, không có lễ chế thì không hoàn thành. Phân tranh biện tụng, không có lễ chế thì không nói rõ ràng được. Quân thần trên dưới phụ tử huynh đệ, không có lễ chế thì không phân đỉnh. Qua học sinh lão sư, không có lễ chế thì không phân thân. Những quan viên này thứ nhất là không chịu nổi lần châm chọc này của hoàng thượng, thứ hai là nhân hiếu lễ nghĩa trong quan niệm của bọn họ quả thật là thâm căn cố đế. Thái hoàng thái hậu mất đi chỉ vì trên mặt đất có nước mà không quỳ sao? Chính là phải biết hạ đạo nha. Hoàng thượng rõ ràng là sai lại kiên trì như vậy, thân là ngôn quan sao có thể không tận hết trung thành mà khuyên ngăn cho được. Các vị đại nhân trong điện đã nghe thấy tranh chấp giữa hoàng thượng và quân thần, cũng bất chấp gửi lại linh tiền, vội vàng vọt ra. Một số quan viên nhìn thấy Vương Hoa, vội vàng cao giọng nói: Vương đại nhân, Vương thượng thư, ngài là lễ bộ thượng thư, ngài nói xem, hành động này của hoàng thượng hợp lễ chế hay không đấy? Vương Hoa có chút lúng túng, ho một tiếng mới nói: thượng triều trị quân, quan lại hành pháp, không có uy nghiêm của lễ chế thì không được. Tế tự thờ cúng cấp cho quỷ thần, không lễ chế thật không trang nghiêm. Đây là thái độ cung kính khiêm nhường mà quân tử nên có. Hoàng thượng, quần thần thực không sai. Hoàng thượng một phen thương cảm, tấm lòng của thần tử cũng không sai. Chỉ là phương pháp chưa đạt thôi. Chuyện này... Một tên quan viên cao giọng nói: vẹt có thể nói, không tách rời phi điệu. Tinh tinh có thể nói, không tách rời cầm thú. Người mà không có lễ, tuy có thể nói, thế nhưng có khác gì cầm thú không? Duy cầm thú không có lễ, phân chia phụ tử là bởi thánh nhân làm. Lấy lễ dạy người, khiến người hiểu lễ, biết mình khác cầm thú. Hoàng thượng hôm nay nói sai, làm sai. Theo lý, nên hạ chiếu tự trách mình, phản tỉnh bản thân. Trình ngự sử khan cả giọng mà hô: quốc mẫu tấn thiên, thần tử tận hiếu. Quỳ là lễ, là quyền phó thác cho thần, là trời giao phó quyền cho thần. Hoàng thượng cũng không thể cướp đoạt. Hoàng thượng, người không thể khinh người mà sỉ nhục mình. Hoàng thượng. Chính Đức trừng mắt nhìn khuôn mặt kia đang lải nhải, miễn cưỡng áp chế xung động, muốn đá một cước, sắc mặt xanh mét nói: không cần phải nói, không cần viện mấy thứ lý do này. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Đến lúc này càng nhiều quan viên bắt đầu gia nhập chỉ trích hoàng đế. Triều đình là một trường danh lợi, mỗi một việc quần thể lợi ích, quần thể chính trị bất đồng cũng có thể tìm được lý do thích hợp của mình trong đấy, khiến cho nó trở thành quá khứ. Một nhóm quan viên muốn nhân cơ hội này biểu hiện trung hiếu hiền đức của mình, còn có một số quan viên là nhân cơ hội chút hết tức giận trong lòng mình. Bọn họ khiếp sợ khốc pháp nghiêm hình của Lưu Cẩn, vì công danh lợi lộc không thể không khuất phục tùy theo cho ông ta, nhưng cơn giận trong lòng vẫn luôn không tan đi. Thường nói diên vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Công kích Lưu Cẩn là mạo hiểm cắt chức mất đầu, mà chỉ bới hoàng đế thậm tệ lại không có việc gì,
chẳng những có thể trút cơn giận trong lòng ra, còn có thể vì vậy được xưng hiển danh, ghi tên sử sách, cớ sao mà không làm. Quan viên không vụ lợi vẫn có, nhóm quan Thanh Liêm bị Lưu Cẩn bức cho đến mức ngã ngựa, nằm sấp rất lâu, đột nhiên nhạy bén phát hiện chuyện này có lẽ là đột phá rất tốt. Hoàng thượng vô lý trước, lý lẽ bị bọn họ nắm chặt trong tay, vậy là đứng ở thế bất bại, có thể tận tình phát huy. Những người khiển trách hoàng đế này có thể lợi dụng một câu hoàng thượng châm chọc, khóc giống, ra vẻ trung tâm, kéo đến chuyện Tống Hiếu Võ, một triều quân thần hôn quỹ, nội cung dâm loạn, ép hoàng thượng không còn lời nào để nói. Như vậy có thể mượn cơ hội bức hoàng thượng hạ tội phản tình lại, nặng nề là kích khí thế của Lưu Cẩn hay không đây? Có thể lợi dụng tất cả hiện tượng không có khả năng, không liên quan gì, tạo ra một số lý do và cơ hội đường hoàng để đạt được mục tiêu chính trị của họ, vốn là sở trường của những ngôn quan này. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ lập tức vù vù vây quanh hai người Vương Hoa và Dương Đình Hòa, bắt đầu dõng dạc cổ động. Lưu Cẩn là tiên lễ thái giám, phải ở cung Trường Thọ chủ trì đại lễ, mắt thấy chính đức phẫn nộ rời đi, lão ta có lòng đi theo trấn an, nhân cơ hội lấy lòng hoàng đế, nhưng đang mang chức trách, nhóm cung Tần Hậu Phi còn trong điện, làm sao ông ta có thể rời đi được đây? Đường lúc do dự, chính đức hoàng đế đã sải bước đi. Lưu Cẩn tức giận quay người lại, thấy Vương Hoa và Dương Đình Hòa bị bọn quan viên vây ở giữa. Dương Thương múa kiếm nói chuyện lễ chế tăng ma, vừa mới cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, chợt trong lòng lóe lên, cẩn thận suy nghĩ một lát, hai mắt ông ta giống như mãnh thú phát hiện con mồi như ý, lập tức vồ lấy, nhất thời phát ra ánh sáng. Vương Hoa, lễ bộ, cơ hội của ta rốt cuộc đã tới rồi. Hắn vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu Vũ, Trương Thái đến gần, cúi đầu dặn vài câu, hai người lập tức lẩn vào trong đám người, bắt đầu báo cho vây cánh của Lưu phái. Vì thế càng nhiều người bắt đầu gia nhập nghị luận, lên án công khai. Một phong trào bàn lễ chế oanh oanh liệt liệt bắt đầu mở ra ngay tại cung Trường Thọ. Nhìn thấy cục diện oanh liệt như vậy, khóe miệng Lưu Cẩn hiện lên một nụ cười đắc ý. Sau đó theo thói quen tìm Dương Lăng. Cho dù người này đã không còn là đối thủ có tính uy hiếp với ông ta nữa, nhưng Lưu Cẩn vẫn theo bản năng lo lắng bị hắn phá vỡ dụng tâm của mình. Nếu người này ra mặt ngăn lại, lấy hy vọng và địa vị của hắn, hơn nữa tài ăn nói khéo léo và thủ đoạn biến hóa kỳ lạ của hắn, nó không chừng có thể đánh tan cơn sóng gió vừa mới nổi lên này. Ánh mắt băn khoăn đảo vòng, ông ta liền phát hiện thân ảnh của Dương Lăng. Dương Lăng đứng ở cửa điện bên kia, Thành Quốc Công đứng ở phía trước hắn, ưỡn bụng như mang thai, đối diện với một thân nước bẩn ở bên dưới hoàn toàn không để ý. Quần thần tranh giành đến mặt đỏ tai hồng, dường như lại là một lão già si ngốc, khóe miệng hé mở cười ha ha, không có chút vẻ mặt nào cả. Dương Lăng đứng phía sau bên sườn Thành Quốc Công cũng ưỡn ngực ưỡn bụng, hai tay đút ở trong đống tay áo, nhìn vị ngon, không có chút đi bước ra ngăn cản. Vừa thấy Dương Lăng không đếm xỉa gì đến, Lưu Cẩn lập tức yên lòng, hai tay đút trong ống tay áo, nhìn cục diện náo đến ầm ĩ ở phía dưới. Lưu Cẩn mỉm cười, cười vô cùng khoái trá. Dương Lăng hơi xê dịch con mắt, thoáng nhìn Lưu Cẩn là nụ cười, hắn cũng không nhận được mỉm cười, cũng cười vô cùng khoái trá. Tiêu Phương tay vuốt chầm râu, khẽ lướt Dương Lăng một cái. Dương Lăng ôm tay cười mỉm lắc đầu. Ông ta lập tức ngừng bước, nhận được ám hiệu của Lưu Cẩn, số quan viên xuống đến bên cạnh Phương Hoa và Dương Đình Hòa càng ngày càng nhiều. Ai ai cũng cảm xúc trào dâng, cố chấp yêu cầu Dương Đình Hòa và Vương Hoa đại diện cho triều thần khuyên ngăn hoàng thượng, nhất thiết khiến cho hoàng thượng phải công khai xin lỗi về những hành vi đại nghịch bất đạo của hôm nay. Lần này Dương Lăng hồi kinh đã quyết tí bắt đầu phát động tổng tiến công đối với Lưu Cẩn. Hắn biết cứ tiếp tục để cho Lưu Cẩn cản rỡ, vậy lý do ông ta phải chết có lẽ sẽ càng nhiều. Muốn diệt trừ ông ta cũng nắm chắc hơn. Nhưng hành trình đến Bá Châu khiến cho hắn biết lại trị của một vài nơi đã bại hoại đến mức nào. Nếu trong triều lại có đại gian thần Lưu Cẩn này làm loạn, vậy phải có bao nhiêu dân chúng phải bỏ mạng đây. Dù cho bây giờ ra tay có phần mạo hiểm nhất định, thậm chí không nắm chắc phần thắng, nhưng hắn đã quyết ý ra tay bây giờ. Muốn động thủ phải tìm một lý do đường hoàng. Bất kể mục đích cuối cùng của đấu tranh chính trị là gì, đều phải có một lý do công khai, một lý do có thể công khai gặp người. Giống như cục diện này là để lấy được hiền danh, để chút hận cá nhân, để thừa cơ phanh phui đám chính khách của Lưu Cẩn, đều giơ cao ngọn cờ hiếu đạo lễ giáo. Hắn cũng cần một lý do đường hoàng. Lý do này bởi vì một câu nói sai của chính đức, bởi vì cục diện bách quan thừa cơ làm khó đã cung cấp cho hắn rồi. Dương Lăng trên chính đàn đã không còn ngu ngốc kém cỏi, cũng lập tức bắt đầu bắt được cơ hội này, thuận thế mà ra tay lấy 4 lạng bạt ngàn cân. Trận đại nghị lễ mà ai cũng mang mục đích riêng này, ai là người thắng cuối cùng đây? Nước lũ cuối cùng sẽ đánh vào hướng nào, đánh vào ai đây? Dương Lăng đang xem đến hứng thú, gót chân bỗng nhiên bị người đá một cái, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu nữ tử bĩu môi với hắn, lập tức khoan thai mà đi. Cô gái kia một thân đồ trắng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người như một cảnh hoa lê. Dương Lăng ngẩn ra,
mới nhớ ra đó là con gái của Thục Vương, Chu Tương Nhi bây giờ là công chúa. Dương Lăng không hiểu ra sao cả, nhìn khắp xung quanh, chần chừ chưa đi, Chu Tương Nhi đã đi đến với góc cửa bên hông điện, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lập tức hất đầu vào trong điện, đi vào trước. Dương Lăng nghi nghi hoặc hoặc theo sát, đứng trước cửa nhìn vào trong thăm dò trước sau, sợ Chu Tương Nhi thình lình xuất hiện từ sau cửa, phủ đầu một gậy. Cũng may thò đầu thăm dò thì thấy nàng đang đứng ở trong điện, Dương Lăng lúc này mới thả lỏng mà đi theo vào. Dương Lăng thấy trong điện chỉ có Chu Tương Nhi và hai tiểu cung nữ đứng ở góc điện, liền tiến lên thi lễ nói: "Dương Lăng bái kiến điện hạ." Từ sau khi Dương Lăng tố giác âm mưu của Chu Nhượng Cận bảo toàn tiếng thơm của Thục Vương, Chu Tương Nhi đối với hắn đã không còn thành kiến nữa. Nhưng một câu thụ thụ bất thân của công chúa Vĩnh Thuần ngày ấy lại tạo nên tâm ma trong lòng của nàng. Thấy Dương Lăng, cô gái nhỏ này luôn có chút không được tự nhiên. Hơn nữa hôm nay muốn thúc Dương Lăng đi thăm Vĩnh Phúc sớm chút, Chu Tương Nhi càng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng nhạt nhẽo nói: "Quốc công miễn lễ, quốc công hồi kinh chắc chưa đi thăm hoàng thượng và công chúa Vĩnh Phúc phải không?" Dương Lăng nói: "Dạ phải, chiều hôm qua ta hồi kinh, sáng sớm hôm nay đến tế bái Thái Hoàng Thái Hậu, vẫn chưa một mình tham kiến hoàng thượng và công chúa điện hạ." Chu Tương Nhi ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: "Việc này công chúa Vĩnh Phúc rất quan tâm đến việc chuẩn bị phí dụng và tiến độ xây dựng Bạch Y Am. Hoàng tỷ nghe nói ngài đã hồi kinh, dặn bảo ngài đến Hoàng Am gặp tỷ ấy một chút, muốn giáp mặt hỏi việc này." Dương Lăng vừa nghe có chút khó xử nói: "Bây giờ sao? Không có ý chỉ của hoàng thượng rất không tiện. Một khi đã như vậy, ta trước hết nên bái kiến hoàng thượng xin thánh dụ rồi đi." Chu Tương Nhi vừa nghe nhẹ thở ra, trên mặt lộ chút ít cười nói: "Không cần, tối qua hoàng thượng đã xuống khẩu dụ rồi, bản công chúa sai người dẫn ngài đến đó là được." Chu Tương Nhi gọi hai cung nữ qua, dặn dò các nàng dẫn Lưu Quốc Công đến Hoàng Am một chuyến. Dương Lăng thấy chối từ không được, đành phải đi theo hai cung nữ. Đi ra cửa điện, thấy một đám quan viên có vung tay hô to, có khẳng khái trần tử, có tức sủi bọt mép. Dương Lăng không khỏi chán ghét mà nhíu mày. Hắn có thể hiểu được tâm tình vừa bất đắc dĩ lại khinh bỉ này của chính đức hoàng đế. Nếu đổi lại là hắn là hoàng đế, chỉ sợ hắn cũng bị đám khốn kiếp này chọc giận xua lên, ít nhất cũng phải kéo xuống để gậy to hầu hạ mới được. Còn nữa, đây coi như chuyện bé xé to, một đám xúc động phẫn nộ giống như nước không ra nước vậy. Những kẻ này ôm mưu đồ khác nhau, vốn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy cũng thôi đi, lại cứ là một đám hổ nho khóc lóc than thở, thật sự là khiến người ta phiền không được, hận cũng không được. Lúc này tiếng gầm càng ngày càng cao, hoàng thái hậu đã không cách nào nhẫn lại được nữa, cùng với hoàng hậu hai người sầm mặt dắt tay nhau đi ra khỏi điện. Chúng quan viên đang lớn tiếng giảng giải lễ nghĩa, thấy hai vị quốc mẫu làm sao có thể không biết lễ nghĩa, lập tức ngừng nghị luận, quỳ sụp xuống, sau đó lại tố khổ với trương thái hậu chuyện thất đức thất hành của hoàng đế. Dương Lăng đứng trên hành lang bên sườn điện xuống, phất ống tay áo một cái, theo hai cung nữ rời đi. Chu Tương Nhi thì hắn đi rồi, vội vàng chạy về bên cạnh thái hậu, lặng lẽ kéo ống tay áo của công chúa Vĩnh Thuần. Công chúa Vĩnh Thuần vẫn luôn bên cạnh thái hậu và hoàng hậu, thoát thân không được. Lúc này lưỡng hậu đang trấn an quần thần, chẳng quan tâm đến nàng, nàng vội vàng lặng lẽ lui lại mấy bước, sau đó thấp giọng hỏi: "Hắn đi rồi sao?" Chu Tương Nhi nhăn mũi đắc ý nói: "Bản công chúa xuất mã còn không dễ như trở bàn tay hay sao?" Vĩnh Thuần thấy mẫu hậu và hoàng hậu đối mặt với đám người trịnh ngự sử, vẻ mặt oan ức giống như đã chịu nỗi nhục lớn, đến nỗi khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, khuyên bảo một phen liền nói: "Đi, chúng ta đi xem." Tỷ muội Vĩnh Thuần tình thâm, nàng mạo truyền ý chỉ của tỷ tỷ, kết quả thái hậu chỉ hôn chọn chúng con quỷ đoàn mệnh ảm dạ kia. Vĩnh Thuần vẫn áy náy trong lòng, cảm thấy là bản thân mình đã hại tỷ tỷ. Vĩnh Phúc ở trước mặt thái hậu công nhiên tỏ thái độ thích Dương Lăng, muốn gả cho hắn mà không được, rơi vào đường cùng lựa chọn xuất gia để trốn gả. Vĩnh Thuần từ chỗ của chính đức biết được dụng ý của tỷ tỷ, mặc dù đối với việc đường đường một công chúa gả cho một người thê thiếp thành đàn vẫn không cho là đúng, nhưng vẫn quyết định thành toàn cho tỷ tỷ, ra sức giúp cho nàng xúc tiến cơ hội. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 170 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 171.